vào đi. Anh ơi, tôi chết rồi. Yeah. Được không? Được. Được rồi. Anh vào đi. Sáng mà. Rồi, để em viết lại cái chữ vừa nãy nhá. Được. Nhìn nào? Nhìn thấy không? Được. Vừa nãy đang đẹp. Xin chào các bạn. Mình là Phương Thanh và ngày hôm nay mình sẽ đóng vai trò là MC không chuyên nghiệp của buổi livestream này. Và chúng ta chỉ cần một ít phút nữa thôi, các bạn sẽ được đón vị khách mời đặc biệt nhất của chúng ta, một nhân vật đã có tên trên bảng, đó là ông Dũng Hâm Nạn. Yeah. Ừ đây, anh Hâm đây. Xin chào các bạn, tôi là Dũng Hâm, vợ của Thanh Mori. Vợ của Thanh Mori. À quên mất chồng Thanh Mori. Anh là vợ hay chồng? Anh là chồng. Được rồi đấy. Nhưng mà chả có ai xem á. Ồ, dấu hồn rất đẹp. Đẹp không? Các bạn thấy có đẹp không? Lâu lắm. Em biết ngay về này cũng làm rơi gì đấy mà. Các bạn thấy có đẹp và rõ không? Rồi. Lâu lắm không gặp mọi người, hình như phải đến 2 tuần rồi anh nhỉ? 2 tuần không có làm clip hay không có làm cái gì cả. Được rồi, đấy. Được chưa? Hay là xem trên máy tính. Rồi. Wow, quá nhiều team. Mọi người hôm nay nhớ phải ấn thật là nhiều team, nhiều like nhé. Vì hôm nay bọn tớ có một điều rất là đặc biệt, đó là cả hai cùng mặc áo hồng và áo đỏ. Chả liên quan gì. Hai. Anh mở bé rồi. Rồi. Dũng Hâm Nặng ngồi ở giữa kìa. Nhưng mà em chẳng nhìn thấy gì cả. Rồi, em chào thầy cô. Chào ai đây? Chào cưng tóc xoăn này. Mọi người có nghe rõ không? Nghe rõ giọng không? Đây. À chứ là như em không nhìn gì, em phải đeo kính vậy. Đeo kính mà nhỡ không xinh mà. Em đọc comment của các bạn đi. Rồi, em sẽ đọc comment nhá. Em cài cái này cho. Cài đây nha. Xin chào Nguyễn Thanh Hiền này, em chào anh chị này, Thảo Nhi này, cưng tóc xoăn này, vân vân. Và Thu Hằng này, nhớ nhung, trời ơi toàn tên gì mà tha thiết ra giết thế. Rồi mọi người thế nào rồi? Học hành, cuộc sống làm sao? Có gì hay không? Kể cho bọn mình nghe với nào. Hôm nay bài sẽ rất là hay mọi người, bởi vì đây là một lần đầu tiên bọn mình livestream về chữ Hán, đặc biệt là chữ Hán của N2, N3, những chữ Hán rất là khoai đúng không nhỉ? Khoai. Các bạn nhìn rất là rõ. Rồi, Thanh Hà Nguyễn này, Đỗ Trọng Thành này, Chi Chảnh này, Mai Angelo, Chu Minh Quang này, xin chào tất cả mọi người. Rồi, mọi người nhớ ấn tim nhé, ấn tim và like. Trong lúc chờ mọi người lên một chút thì hôm nay anh có tiết mục gì đặc biệt để gửi cho các bạn không? Mục gì bây giờ? Chỉ có hát thôi chứ. Hôm nay anh hát. Bạn có đồng ý hát một bài không nhỉ? À, hôm trước mình rất là cảm ơn vì mọi người có vẻ rất là thích cái clip mà dạy hát của mình. Hôm nay anh hát lại bài không gì đi. Ôi, wow, nhiều tim á. Mọi người ấn tim nhá, ấn nhiều vào. Hát một loại bài nói đi. Hát một đoạn. À, mọi người không ý xem bài hát đấy có thuộc chưa? Nếu mà thuộc rồi chúng ta cùng nhau hát thử nhá. Hát luôn, ok. Nhưng mà hôm nay không hát đâu, em xấu hổ lắm rồi. Anh bắt nhịp cho. Ok. Không, em bắt nhịp anh hát chứ. Sora o osiagete te o nobasu kimi gogatsu no koto douka kite hoshii mizugi wa made mo kite hoshii mizugi wa made kite hoshii tsubomi o age yo. Nhưng mà thôi, em hát nữa, từ hôm mình em nghe hết rồi. Em nghe bài ấy nhiều quá nên là anh Dũng thằng này quá kìa. Yeah. Cảm ơn bạn Đỗ Thành. Hay là Sensei Hâm hát bài Người Tình Mùa Đông thì anh bị hâm. Quá ngay cái này đi. Không, để im đấy, để im đấy. Rồi, anh hát đi. Người Tình Mùa Đông là gì nhỉ? Không biết là một tình Người Tình Mùa Đông. À, cái bài Người Tình Mùa Đông à. Tính... À, cái cô ấy mặc váy đỏ hát đúng không? Cái cô ấy xinh xinh mặc váy đỏ hát nhỉ? Ok, hôm nay rồi, hát à? Không, hát là Doraemon nhá. Mình thuộc tổ của mình là bài Doraemon. Các bạn nghe mình hát nhá. Ok. Konna koto ii na, dekitara ii na, anna yume, konna yume ippai aru kedo.
Minna 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 kanaete kureru fusigi na poke de kanaete kureru sora o zuyu ni tobitai na hai takikoputar an 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 totemo daisuke Doraemon. Ok yeah. Bạn thấy nào? Ít tim quá. Đây là bài tủ của thầy Dũng mọi người ạ. Nhưng mà mạng yếu cả. Hình như là mạng máy em bị đơ đơ. Em không chọn tờ 2. Chứ thôi. Sao đây? Thôi rồi nhưng mà trên máy kia ok là được rồi. Còn 200 là nào? Em vẫn tầng 2 mà. Mọi người bạn thấy chưa? Đúng không? Đâu? 200. Vẫn xem bình thường đúng không? Rồi vẫn xem bình thường thôi, chuẩn bị dạy thôi. Đúng rồi, đúng rồi, hay quá. Rồi. Em để ngang nó ra. Máy của em không để ngang. Em có cho để ngang nào. Ừ đấy, em gà đấy. Đó, ngang này có phải không mất gì không? Rồi. Hay và có muốn nói gì nữa không? Sao của em không bị đơ này? Em chẳng biết, mạng của em kém. Kém à? Các bạn vẫn nhìn thấy rõ chứ? Nhưng mà cái này nó cũng chẳng bắt được mạng này. Ảnh tắt đây này. Tắt cái gì? Đây. Được chưa? Ừ, nó xong. Thế thôi. Cái này nó cũng chạy. Được rồi, đọc mạng được. Được rồi, ok. Rồi, Sensei bao à, bây giờ nói chuyện một chút về các câu hỏi mọi người sẽ ghi đây nhé. Xong rồi mọi mình sẽ vào khoảng độ 2 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học ngày hôm nay nhé. Rồi, có bạn bảo là hai thầy cô đang dạy N mấy vậy? Em đăng ký học mà không được học thầy cô. Anh đang dạy N mấy? Anh á? Anh bây giờ anh dạy N không? Tức là không dạy gì cả. Bởi vì dạo này mình đang phát triển ở cái trang web Dũng Oli online á. Nên là phải quay thật là nhiều clip. Tất cả em bảo anh ngồi gì cao cao lên cho nó to to, không có nhìn này trông như em như người đấy, khổng lồ. Đấy, rồi. Tiếp này, bao giờ thầy cô sang Nhật? Cuối tháng này. À, cuối tháng 11 nha. Cuối tháng 11. Rồi, bây giờ bên Nhật là 9 giờ đúng không? Không sao, vừa là giờ đẹp nhất để học luôn. Đấy. Ôn N2 như thế nào cho khoa học ạ? Chặng đường ôn thi các thể loại GLPT bọn mình đã nói rất là nhiều ở trên website dungmoli.com rồi. Thì về lộ trình như nào nó rất là dài nên các bạn có thể tham khảo trên đấy cho mình nhá. Nói đơn giản như thế này thôi. Xem lộ trình N3 thì N2 cũng tương tự như thế. Đúng rồi. Thầy cô ta học kanji từ vựng. Xong hết xong thì bật khẩu ngữ pháp. Thầy cô sang Kyoto à? Đúng thế, bọn mình sẽ sang vùng Osaka, Kyoto. Và nếu mà có nhiều thời gian và công sức thì có thể sẽ lên Tokyo nữa. Để gặp các bạn học sinh thân yêu của dungmoli.com. Đấy. Ok, không ai hỏi gì nữa à? Được 500 người bắt đầu học luôn này. Hôm nay tại 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần à? Rồi, hôm nay bài này sẽ là bài mà bọn mình dành riêng cho các bạn đã học N3, N2 và học về chữ Hán nhé. Một phần mà chúng ta thường là thấy rất là bối rối khi mà học N, à học khi mà ôn thi GPT đúng không? Hay, rồi. Xóa ngay. Mọi người bắt đầu học chưa? Bắt đầu học nhá. Ai sẵn sàng học chưa? Giơ tay. Nếu mà sẵn sàng học thì hãy bấm like và tìm. Câu like và câu tìm rất siêu. N2 à? Chủ yếu N2 à? N2 và N3. Ok. N2, N3. Ôi giời, mặc quần đẹp. Hôm nay chúng ta sẽ đi sang 2, 4, 6 phần. Tức là tương đương với 6 phần mà chữ Hán có vẻ giống nhau đúng không? Chữ Hán giống nhau, học thật thôi nhá. Mọi người mang sách ra, vở ra để ghi cũng được, được chứ nhỉ? Rồi, chữ đầu tiên. Được không? Em nói đi. Bắt đầu nhá. Đầu tiên này, khi mà các bạn học N3, N2, đã bao giờ mọi người nhìn thấy cái bộ này chưa? Đây không phải là bộ, là một cái chữ hả? À, tức là một bộ phận này. Đấy, là một bộ phận như này. Rồi, đã có ai từng nhìn thấy chữ này chưa? Nếu mà từng nhìn thấy rồi thì giơ tay. Chữ này không phải sang đây nữa, ở bên trên này cũng nhập. Đây tại. Chưa? Rồi, có ai nhìn thấy chưa? Nếu mà nhìn thấy rồi nhỉ? Có ai nhìn thấy chưa? Có, em cứ giảng đi. Rồi, giảng nhá. Đọc tin nhắn. Rồi. Ôi, mọi người nhìn thấy hết rồi. Có nhìn thấy rõ lắm. Có chữ trong chữ ký túc xá. Đúng rồi. Không nhìn rõ, cô viết thấp xuống đã nhìn rõ mà. Rồi, hey, giơ tay đây ạ. Ok, trong chữ ký túc xá. Ok, trong chữ ký túc xá. Nhưng mà ký túc xá là có cái này nữa cơ.
đúng không nào? Ký túc xá phải có cái bộ gì đây? Bộ miên ở trên đầu đúng không? Rồi còn ai nhìn thấy chữ này trong chữ gì nữa? Rồi có ai nhìn thấy chữ này trong chữ gì nữa? Anh trả lời các bạn đi, anh nhìn thấy chữ này trong ở đâu nữa rồi? Trong từ gì? Này á. Chữ này trong chữ gần trong chữ chi điều. Đúng rồi. Trong từ này nữa đúng không? Nếu mà các bạn nhớ cái bộ này thì các bạn sẽ nhớ được nhá. Đó. Chữ tiếp theo chữ này, được chưa? Và cuối cùng chúng ta còn một chữ gì nữa nhỉ? Ghép lên trên này nhá. Thêm bộ gì đấy? Bộ nhân. Đó. Ba chữ này nếu bây giờ bạn nào phân biệt được cho mình thì thôi không cần dạy nữa, không cần xem luôn. Ba chữ này khác nhau cái điểm gì nhỉ mọi người nhỉ? Khác nhau cái điểm gì đấy? Khác nhau ở chính là cái bộ đầu tiên của nó đúng nhỉ? Thứ nhất đây là bộ nhân này. Thứ hai đây là bộ miên. Và cuối cùng đây là bộ gì nhỉ? Bộ nạnh à? Bộ nạnh ở trong... Nạnh đúng không? Nạnh ở trong cái chữ bệnh ấy đúng không mọi người? Chúng ta đều biết chữ biêu kỳ đúng không? Anh tìm gì? Anh tìm thêm một cái bút nữa. Thôi rồi cùng nhau bút ra. Rất là nhiều bút. Rồi. Thế thì bây giờ từ cái việc mà phân biệt được ba bộ trong ba chữ như thế này thì các bạn có thể bằng cách nào đó hiểu được nghĩa của nó không nhỉ? Đấy nhỉ? Đầu tiên nhá. Đầu tiên có như thế này, đây có bộ nhân. Nhân là sẽ chỉ người đúng không? Chúng ta sẽ gặp từ này trong từ gì nhỉ? Anh ra nhé. Đô điều. Từ gì đây? Đây sẽ là đô điều là chỉ gì đây? Đô điều là ai? Đồng nghiệp. Ví dụ mình với thầy Dũng ban đầu là đồng nghiệp của nhau đúng không? Có bộ nhân sẽ là đô điều là đồng nghiệp nhá. Đô điều. Ok, anh mở bé mà cứ vang lên nhá. Đô điều rồi chưa nhỉ? Đó, bộ nhân đây là chỉ người nhá. Thứ hai đây là bộ gì mọi người nhỉ? Anh mở bé em cứ băng băng á. Tắt bò đi. Nói đi. Thứ hai là bộ miên đúng không? Bộ miên chỉ mái nhà, tức là sẽ chỉ những cái thuộc về căn phòng, về nhà. Chính vì vậy mà chúng ta có từ này là Rio, là từ ký túc xá đều biết rồi phải không nào? Rio, ok. Ví dụ chúng ta sẽ có từ Gaxeno. Gaxeno Rio sẽ là ký túc xá sinh viên chẳng hạn. Đó, đấy nhỉ? Gaxeno Rio. Và cuối cùng đây là bộ nạch trong chữ bệnh đúng không? Thì tức là nó phải liên quan đến cái gì mà nó thuộc về cái gì nhỉ? Về bệnh tật hay là chúng ta sẽ có một từ đó, từ gì đấy nhỉ? Đây là từ gì đây? Chi điều, được chưa nhỉ? Chi điều sẽ là trị liệu, được chưa? Đó, đến đây mọi người. Nên là từ giờ nhá, nếu mà bước vào bài thi mà thấy là bây giờ điền chữ chi điều thì lấy từ chi điều này hay từ chi điều của bộ miên hay là từ chi điều của bộ nhân thì chúng ta nhớ phải điền cái này nhá. Bệnh tật là phải có bộ nạch là bệnh tật đúng không, hay là mái nhà đúng không thì chỉ ra ký túc xá thì có bộ miên trên đầu, và cuối cùng là gì nhỉ, chỉ đồng nghiệp thì sẽ có bộ gì nhỉ, bộ nhân người. Okay. Đó là chữ đầu tiên. Tuy nhiên cái ở bên trong này có vẻ như là rất là khó nhớ với các bạn đúng không? Mình sẽ dạy cho các bạn một cách làm sao để dễ nhớ từ này nhất. Xóa cái này không tốn màu đi từ dưới rồi. Ok. Có mà này cái bút viết. Đấy. Ok. Ok. Hay. Được rồi. Tôi có một cái bút rồi. Bút tao hết rồi. Không cần đâu. Tìm mãi chẳng thấy đâu. Ừ. Rồi làm thế nào để nhớ ở bên trong? Bên trong đúng không? Thế tiền mình sẽ vẽ một con chó này. Vẽ con chó này. Đầu con chó này. Ok. Các bạn nhớ xem bài ngày hôm nay rất là hay nên đến cuối cùng nhá. Chó. Ở đây là con chó nè. Con chó trong chữ Hán viết như thế nào nhỉ? Con chó là như này đúng không? Đấy, ý niệm đúng không? Tai nó nằm đây đúng không? Tuy nhiên trong chữ Hán này thì cái chữ này này nó như thế nào nhỉ? Nó là hai chữ như thế này đúng không? Coi như là gì nhỉ? Hai cái tai nó nằm ở hai bên này đi. Nó sẽ biến thành con chó như thế này. Được chưa? Ý niệm cả. Đây rồi, con chó này anh nhìn được rồi. Tiếp theo, ở bên dưới nó là có một chữ nhật đây đúng không? Chữ nhật. Và bên dưới nó là có một chữ tiểu. Thì chúng ta có thể nhớ nó là gì nhỉ? Một con chó tên là Tiểu Nhật. Tiểu Nhật. Đấy chưa? Con chó tên là Tiểu Nhật thì chúng ta sẽ viết từ này thôi. Đây đây này. Đấy. Nhật và Tiểu. Thế là được chữ Hán này đúng không? Em bảo này, anh viết cho nó thấp xuống chứ trực tiếp nó che mất các bạn rồi. Trực tiếp là các bạn phải quay màn hình đi là được, gì đâu. Quay màn hình đi là nhìn thấy. Ok. Rồi, tiếp. Nói tiếp. Xong chưa nhỉ? Rồi, thế là mọi người nhớ được cái bộ bên trong nhá. Thế là bây giờ chúng ta sẽ thêm vào. Bây giờ coi như là chú chó này gì nhỉ? Ở trong ký túc xá, được chưa? Thì sẽ có thêm bộ miên này. Con chó này, con chó tên là gì nhỉ? Tiểu Nhật. Đúng không? Sống ở trong ký túc xá, được chưa?
thế là chúng ta thêm bộ biên ở bên nhà thống trong tiếng xá này. Và có một ngày chú chó tiểu Nhật của chúng ta thì bị thế nào? Bị bệnh đúng không? Bị bệnh thì phải vào trong bệnh viện để trị liệu. Đúng rồi. Đấy là trị liệu. Thì chúng ta sẽ được lấy xá rồi nhỉ? Một lành tại không phải xóa đâu. Đó. Thêm một lành lên nữa đúng không? Ừ. Bên trong là viết chú chó của chúng ta đúng không? Ừ. Đây này. Đấy. Đúng không? Nhật tiểu. Trong cái trị liệu này này. Áo nào? Em biết rồi đây. Và tiếp theo cuối cùng là gì nhỉ? Khi mà có một người bạn là con người thì nhớ chưa? Người bạn đến chữa bệnh cho chú chó thì chú chó khỏi bệnh đúng không? Thì là người đồng nghiệp. Ừ. Thì chú chó coi như là à, đấy là một người đồng nghiệp. Em nhân mà. Người đồng nghiệp. Rồi câu chuyện nó hơi củ chuối một tí nhưng mà chúng ta sẽ biết được chữ này và nhớ được rồi đúng không? Rồi. Đâu điều. Đây. Đồng nghiệp. Yeah. Được chưa nhỉ? Được chưa? Nhớ rồi. Mọi người thấy cách học như này ok không? Thú vị không? Nếu mà thú vị thì hãy nhớ comment xuống dưới ok để chúng ta học tiếp nhé. Bây giờ bắt đầu thu vào trong não nào, nhớ chưa nhỉ? Con chó tiểu Nhật ở trong nhà, trong ký túc xá, bị bệnh đúng không? Thế nên nó đi bệnh viện để trị liệu này. Và cuối cùng là gì đây? Đến bệnh viện thì có một người đồng nghiệp đúng không? Thêm bộ nhân vào thì chúng ta có từ thứ nhất là Leo, thứ hai là Leo trong chi điều và cuối cùng là Do điều, cùng một cách đọc là Leo đúng không? Yeah. Tiếp theo thì không bao giờ bị sai rồi. Ừ, được chưa? Tiếp theo đi. Hay, và chúng ta sang phần tiếp theo xong một cái rồi nhé. Không phải bảo các bạn like cái đã. Sau 500 người like mà, 500 người xem mà có. À, bây giờ cô bảo có một cách là mọi người hãy ghi ra cho mình nha. Bên cô xóa rồi, mọi người hãy ghi cho xuống dưới nhé. À, ghi thứ nhất là Do điều, hay ghi Do điều ra nào. Do điều là gì nhỉ? Là đồng nghiệp, nhớ chưa? Nhìn thấy bộ nhân chưa? Ừ. Rồi, xong Do điều rồi đúng không? Rồi, rất nhiều bạn ghi Do điều rồi. Mà không chỉ nhìn thấy gì. Tiếp theo, ghi từ thứ hai nhé, chi điều là trị liệu, phải tự tay mình ghi ra thì mình nhớ được nhá. Chi điều là có bộ nạch phải không nào? Đó, ghi từ chi điều ra. Rồi, ok, được chưa? Có ai ghi chưa? Tiếp, và cuối cùng chúng ta có một từ điều, điều là gì nhỉ? Ví dụ, cây xà nô điều sẽ là ký túc xá của công ty sẽ là gì nhỉ? Có bộ gì đấy? Bộ miên trên đầu, mọi người vừa ghi và vừa nhận ra rồi đúng không nào? Nhận ra chưa? Rồi đúng không? Thật là kỹ đấy nhá. Giảng quá là kỹ luôn rồi nhá. Đấy. Bấm like. Hoặc là thả tim. À, nếu mà thích thầy Dũng thì bấm like, còn nếu mà thích cô Thanh thì thả tim. Ờ thế được. Được không? Like nhiều thì chắc chắn like nhiều hơn. Mọi người cô bạn này. Bây giờ quy định nhá, nếu mà thích thầy Dũng thì bấm like, còn nếu mà thích cô Thanh thì bấm tim. Mọi người nên là nhớ phải thả tim nhiều nhá, không có tối nay mình sẽ mất ngủ. Xem tim like nhiều hơn. Rồi. Tim nhiều hơn đéo thế. Ok, mọi người phân biệt rồi, được rồi đúng nhỉ? Hay, và chúng ta sang phần số 2. Phần số 2. Rồi bây giờ lại cùng nhau đố tiếp nhé. Đây là cái gì? Em ghi nhá. Rồi. Đầu tiên đây là gì nhỉ? Trên trời có ông trăng, bên dưới cánh đồng tung tăng mây vàng. Tinh. Rồi, thứ nhất là chữ này. Nhận ra chữ này không? Nếu mà nhận ra thì comment ngay luôn nhá. Đừng N3, N2 không biết chữ này thôi đấy. Tiếp theo, từ tiếp theo chữ này. Rồi, chữ này trong chữ gì, có nhận ra được không? Đó, mình giống nhau ở bộ phận gì đây nhỉ? Và cuối cùng, một chữ như sau. Ok. Ôi, mọi người bấm like nhiều hơn anh ạ. Quá buồn. À không, tí nữa em đổi lại. Anh là tim còn em là like. Yeah. Trong cục cứ sai, cục cứ sai. Rồi, mọi người nhận ra chữ đầu tiên là chữ gì, chữ thứ hai chữ gì và chữ thứ ba chữ gì? Đây không phải là. Xem nào, có bạn là Phạm Xuân Quỳnh này, cục cứ sai này, à chết em lại đọc ra đúng không? À, mặt sư đi này, ok. Ồ, có rất là nhiều bạn nhận ra rồi đấy. Cảnh sát này, ok. Đứa nào bảo sai, cái hồng ốc của sai kìa. Ok, rồi. Rồi, hãy. Và chúng ta bắt đầu cùng nhau lý giải những chữ này nhá. Đây là bộ, ok. Đây là bộ mà, đây là bộ tế. Ok, chẳng nhớ bộ tế bên này đâu. Thứ nhất, chúng ta có một bản thân một chữ này thôi là tế. Và từ quen thuộc nhất mình hay gặp đó là từ gì nhỉ? Thêm chữ gì đấy, thêm chữ ri vào đây là ô. Omatsuri, đúng chưa nhỉ? Omatsuri. Omatsuri là gì anh? Omatsuri là lễ hội. Đúng rồi. Trong lễ hội chúng ta thấy có ông gì đây?
ông Trang đúng không? Ông Trang, và đằng sau bên dưới này có chữ gì nhỉ? Shimesu. Shimesu có nghĩa là gì nhỉ? Cho xem, biểu diễn xem. Tức là ví dụ chúng ta tưởng tượng trong một hôm lễ hội trăng đẹp đúng không? Thế là mình chuẩn bị các thể loại kiệu, bánh kẹo mâm mức rồi gì nhỉ? Mang ra show cho mọi người xem cùng. Như vậy là chúng ta có từ Matsuri. Ok, Matsuri. Tại vì cái chữ này nó cũng gần giống chữ nguyện. Ừ đúng rồi. Nó cũng gần giống chữ nguyện. Thế là mình hiểu đúng không? Chữ này Yugata. Đấy chứ, là buổi chiều ấy, buổi chiều tà. Buổi chiều tà đã mọc trăng rồi. Ok. Rồi. Đó, nên chúng ta có chữ đầu tiên này là chữ Matsuri nhá. Nhớ ông Matsuri chưa? Rồi. Nhắm mắt vào là tưởng tượng ra được luôn chữ Matsuri bây giờ đúng không? Bộ nguyệt này xong rồi đằng sau gần giống chữ... gần giống như là cánh chim bay chẳng hạn. Và bên dưới chữ Shimesu đúng không nhỉ? Matsuri. Rồi, chữ số 2 là một chữ mà có rất nhiều bạn nhìn thấy cho mình rồi đấy. Rồi, đó là gì nhỉ? Đó là sai trong từ Kokusai. Đúng rồi, Kokusai. Kokusai là gì đây? Quốc tế. Quốc tế. Cái này là gì nhỉ? Số 13. Ừ. Chúng ta gọi nó là số 13. Thì bây giờ nhá, cái này là quốc tế, mình hiểu này. Quốc tế là phải đa dạng đúng không? Đa dạng thì có gì đây? Có 13 lễ hội. Đúng rồi, có 13 lễ hội trên thế giới và chúng ta có từ Kokusai. Đấy nhỉ, Kokusai. Ví dụ như là Kokusai Kanke. Kokusai Kanke là gì nhỉ? Mối quan hệ quốc tế. Hay là Kekkon, Kokusai Kekkon là gì ấy? Kokusai Kekkon là gì? Là kết hôn quốc tế, tức là kết hôn giữa người nước này với người nước khác. Ví dụ chẳng hạn anh là Lào, em là Việt Nam thì mình sẽ là Kokusai Kekkon chứ nhỉ? Ok. Và cuối cùng, chữ này trong từ gì? Đố mọi người biết chữ này trong từ gì? Vừa có người nói rồi. Nếu mà trả lời được thì quá siêu rồi đấy. Rồi, chữ này nhá. Anh ngồi đây. Rồi. Chữ này trong từ gì đây? Em biết hơi xấu. Chữ này mọi người đọc được không? Chữ này mọi người đọc được không? Xin mời nào. Đọc được. Đọc là gì đấy nhỉ? Em đọc, em xin Vân đọc. Ừ, xin mời. Em Dũng đọc cho cô nào. Can sát dự. Hai. Can sát dự. Can sát dự. Trong này trong từ không phải kê sát dự mà đây là can sát dự nhá. Okay. Nó cũng có trong cây sát sự, đúng rồi, các bạn biết đúng. Nhưng mà chữ này đâu phải đọc là cây sát sự đâu. Đây là can sát sự, đúng không? Ok, tất nhiên chữ này trong từ sát nhưng mà mình muốn lý giải chữ này trong cái từ can sát sự cơ. Can sát sự là cảnh sát, à có thể quan sát. Quan sát đúng không? Từ này là từ mi được phải không nhỉ? Quan sát có nghĩa là gì? Quan sát có nghĩa là hơn cả nhìn, tức là gì nhỉ? Là quan sát, à là nhìn và chúng ta suy nghĩ. Chính vì vậy mà bên Nhật người ta lý giải cái từ này có nghĩa là chúng ta chăm chú suy nghĩ một vấn đề gì đó. Nên nhỉ? Nên là ngoài cái từ quan sát là quan sát là nhìn và suy nghĩ, chúng ta có từ ví dụ từ cô sát dự chẳng hạn. Cô sát dự là tham khảo, tức là mình xem rất nhiều tài liệu rồi mình suy nghĩ rồi mình viết luận văn chẳng hạn, thì chúng ta có từ cô sát dự. Nên là bản thân cái ý nghĩa của từ này có nghĩa là gì nhỉ? Suy nghĩ thật là sâu sắc, thật là nghĩ kỹ về cái vấn đề gì đó. Thế thì làm thế nào nhớ từ này? Bên trên mình thấy bộ gì đấy mọi người? Bộ này bộ gì ấy? Bộ miên. Bộ miên, đúng rồi. Và chữ tế bên dưới đúng không? Thế chúng ta tưởng tượng chữ này chính là chữ Matsuri của chúng ta nhé. Matsuri là gì đấy? Lễ hội bên trên này đúng không? Thế bây giờ tưởng tượng hôm nay trong nhà mà tổ chức lễ hội đúng không? Hôm nay trong nhà tổ chức lễ hội thì chúng ta phải suy nghĩ thật là kỹ xem là hôm nay tổ chức chương trình ra làm sao, ăn cái gì, mời người ta như thế nào. Thì đó chính là từ chữ thật sự. Nhớ chưa? Đấy. Ok. Thế hôm nay nhớ rồi. Rồi, Matsuri, Kokusai và can sát dự hay là kê sát dự cũng được nhá, kê sát dự. Ok. Ok. Rồi. Mọi người còn thấy nào, sao thấy? Cô sát dự đấy, cô biết cô sát dự. À cô sát dự đấy á. Em sáu ở đây nhá. Cô sát dự đây. Thôi đỡ phải viết lại từ sát. Cô sát dự. Đây chính là từ cô sát dự nhá. Chữ căng gai được đúng không? Cô sát dự. Cô sát dự là gì cô? À tham khảo. Tham khảo đấy. CC viết chậm lại cho đẹp đi. Thực ra mình nổi tiếng chữ xấu nên là ngồi trong nhà quan sát lễ hội được. Ui giời quá hay. Ngồi trong nhà quan sát lễ hội. Đấy, cô sát dự. Ok, rồi. Rồi, mọi người học ở đây rồi đúng không? Thấy nào. Anh ơi, mọi người bấm like nhiều, không bấm tim cho em. Mọi người thả tim cho cô Thanh đi. Rồi, có tiếp. Anh dạy em. Em dạy đi. Đến phần 3 anh dạy em. Em dạy. Em dạy tất ạ. Rồi. Được chưa mọi người? Con gấu anh dạy à? Rồi. Ok, tiếp theo chúng ta sang từ tiếp theo nhá. Vẫn giống như vừa nãy. Cách học thế này ok không? Mọi người theo kịp không? Có, em cứ nói đi để anh đọc
tin nhắn này. Đây bạn Trần Văn Đại, cô sát sự này. Thả tim kìa, đấy thả tim rồi, sướng quá. Chúng ta đầu tiên có từ này nhá. Chữ này là trong sơ cấp học rồi không? Em sẽ viết chậm để cho đẹp. Đấy. Cô có người yêu chưa ạ? Bây giờ tôi hỏi cô có người yêu chưa ạ? Anh giới thiệu cho em thằng người yêu cái. Được chưa? Tiếp. Chữ này chữ gì? Ghi ra ngay lập tức nhá. Tiếp theo, chữ này chữ gì? Rồi. Và cuối cùng chữ này chữ gì? Chữ này của em biết hơi em. Chữ này em biết đẹp một tí. Nhưng mà em không biết được đẹp á. Em biết được đẹp á. Đấy, rồi. Có 3 chữ đúng không? Để chúng ta phân biệt. Ý đúng rồi. Cô chưa có người yêu mà cô có chồng ngồi lù lù. Rồi tập trung vào bài học nhá. Chữ đầu tiên là chữ gì, chữ thứ hai là chữ gì và chữ số 3 là chữ gì. Và sự khác nhau của từng chữ nó là cái gì? Nhìn. Đầu tiên là chữ Imi đúng không? Imi. Đây là chữ Y rồi thì chữ Mi thì thêm ở đây thôi. Đúng không? Ý nghĩa. Được, xong sơ cấp chúng ta học là thêm chữ ý nghĩa rồi. Bây giờ chúng ta thêm một nét bộ nhân vào đây, con người đúng không? Người đàn ông á, khi chỉ khi nào mỗi một ngày chúng ta kiếm được 100 triệu ốc cự, người ta đọc là ốc cự này. Người đàn ông, con người, chúng ta là người đàn ông đúng không? Mỗi một ngày chúng ta kiếm được tiền trăm, tiền triệu, thấy chưa? Thì chúng ta mới cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa. Rồi, đấy. Chất đấy. Mỗi ngày mọi người kiếm được bao nhiêu tiền? À, mỗi tháng thì anh kiếm mỗi ngày trăm triệu. Ốc cự là triệu, ốc cự ở trong tiếng Nhật là gì đây? Mấy số không? 8 số không? 100 triệu. Đây là man này đúng không? Bây giờ thêm vào đây. Ok, 8 số không là 100 triệu đúng không? 100 triệu yên. Rồi, này 100 triệu yên là bằng 2 mấy nhá? Không cần. Không cần à? Rồi 100 triệu yên là ok rồi nhá. Được chưa? Tóm lại, ok, tiếp, anh dạy chữ thứ hai đi. Em dạy nốt chữ này đi nhá. Tấm. Được chưa? Đây chữ này ốc cự mà chữ này ốc cự 100 triệu đúng không? Chữ này chúng ta khi mà ghép với những chữ Hán khác chúng ta cũng sẽ đọc là ốc cự. Nhưng mà ốc cự em biết đọc nó nói. Nhưng ốc cự này là ốc cự gì, các bạn hãy cùng nhìn thấy Dũng nhá. Chữ ký và chữ gì đây nhỉ? Ký và ức nhá. Chúng ta sẽ có một ký ức nào đó, các bạn nhìn nhá. Rồi. Mình sẽ phân tích trong này đúng không? Bỏ màu đỏ cho đen. Nè. Bên này là bộ tâm. Cái này là bộ tâm trong tiếng Nhật mọi người nhá. Bộ tâm trong tiếng Nhật thì ghi vào đâu bây giờ? Ghi vào đây. Bộ tâm trong tiếng Nhật thì có một cách viết như thế này và hai cách viết như thế này. Đây là bộ tâm đầu tiên nhá, chị nhỉ? Tâm là chỉ bên trong con người, chị nhỉ? Bên trong trái tim của mình. Thế còn bên này chữ ý trong từ bên trên này chúng ta vừa học là ý nghĩa, đấy nhỉ? Thì bây giờ lý giải nó thông qua cái từ ký ức nhá. Những cái việc gì mà có ý nghĩa mà nó đọng lại trong trái tim của mình thì nó sẽ trở thành một ký ức đẹp. Đó, chị nhỉ? Những cái điều mà ý nghĩa đúng không? Mà nó đọng lại trong trái tim mình thì nó sẽ trở thành một ký ức đẹp. Như vậy là chưng ta có từ ức trong từ ký ức. Được chưa nhỉ? Mọi người phân biệt được rồi đúng không nhỉ? Quá là hay, rất là tuyệt vời. Đó là vỗ tay nào. Đây có thành nào. 500 anh em thôi. Đầu tiên nhá, Imi thì không có gì đúng không? Tiếp theo chúng ta có từ ốc cự. Ốc cự thêm bộ nhân nữa. Người thì chỉ thấy có cuộc đời có ý nghĩa khi mà có được 100 triệu hàng tháng. Về lương mọi người bao nhiêu rồi? Đấy. Lương bây giờ bao nhiêu thì có ý nghĩa nhỉ? Tiếp và cuối cùng, ốc cự. Khi mà nói về ký ức thì nó phải liên quan bộ tâm, những cái liên quan đến cảm xúc, cảm giác hay là những cái bên trong của chúng ta, nội tâm bên trong đúng không? Đó, một là imi, hai là ốc cự và ba là kiêu cự. Được chưa? Ok, xong, đi theo đi. Xong được nửa bài đấy. Em không có nhanh đi thì nghỉ một tiếng. Mấy tiếng đồng hồ rồi đấy. Rồi, vỗ tay. Ban dài, yeah. Ôi dồi, lương em 3 triệu kìa. 3 triệu là tiền triệu rồi đấy, quá siêu. Giải thích Hán Việt rất hay, rất hay. Mỗi một ngày được 3 triệu. Được chưa? Một tháng mà muốn được 100 triệu mỗi ngày được ít là 3 triệu đúng không? 3 triệu là 90 triệu, tháng 90 triệu đúng rồi, tháng phải được 90 triệu. Tóm lại là mỗi chúng ta khi mà đã sống thì cần phải kiếm được 100 triệu một tháng thì mới thấy đời có ý nghĩa đúng không nhỉ? Lương em 3 triệu, lương anh bao triệu? Lương anh nhá. 5 triệu. Lương thấy giống như 5 triệu mọi người, không đủ nuôi vợ nuôi con đâu, khổ thế đấy. Rồi. Nhưng mà công nhận nếu mà lương 3 triệu không thì vất vả nhỉ. Rồi chúng ta sang từ tiếp theo nhá. Từ này anh dạy hay em dạy? Em dạy đi. Bây giờ mọi người muốn thầy Dũng hay cô Thanh dạy? Thôi cô Thanh dạy dạy hơi hay hơn, cô nói hay hơn thì cô dạy đi. Giọng ngọt như mía lùi, ai cũng học mà. Để.
Rồi, chúng ta sang từ tiếp theo nhé. Từ này là từ gì? Chữ này chỉ có hai chữ thôi. Một là ừ. Xem không biết tập thì quên cái này nhỉ. Ơ, màu trắng đi. Ok. Rồi. Ồ, đất hai cái thổ. Một hình tròn. Chữ gì đây? Rồi. Và chữ gì đây? À đây là bị sốt, next. Đúng không? Số. Rồi, à. Hai chữ, một chữ thuộc N3 và một chữ thuộc N2. Đó. Một chữ thuộc N3 và một chữ thuộc N2. Đợi mở. Cô nói hay nhưng thầy biết đẹp đấy chưa? Đấy là khen cả hai đấy. Rồi. Chữ này là chữ gì nhỉ? Chữ nhiệt. Và chữ này là chữ gì nhỉ? Chữ thế, trong từ thế lực, hay là có một cách đọc là ikioi. Ikioi. Cái chữ gì đây nhá? Còn chữ này đọc là gì nhỉ? Netsu. Ikioi okay. Nghĩa là tràn đầy sinh khí, tràn đầy sinh lực, thấy chưa? Thế thì bây giờ nhá, là sinh khí sinh lực ấy. Thế thì bây giờ nó giống nhau à? Giống nhau cái gì nhỉ? Giống nhau cái bộ phận bên trên này. Đấy, tức là từ bụng trở lên thì giống, còn chân thì khác nhau đúng không? Đấy nhỉ? Đây giống nhau bộ phận bên trên này nhá. Thế cái bộ phận bên trên này thì bây giờ mọi người nhớ cho mình nhá. Đầu tiên là thổ, trên thổ này, xong rồi dưới cũng là thổ này, xong bên trên này, bên này là cái ma nữ hình tròn đúng không? Tóm lại là hai mảnh đất hình tròn, nhưng mà thôi bỏ qua. Đấy. Đơn giản như thế. Những cái thằng có thế lực thì nó đi cướp đất đúng không? Nó đi cướp tận hai mảnh đất liền, xong nó quay thành những cái khu riêng của nó, thấy chưa? Ok, ma nữ hình tròn thấy chưa? Những cái thằng nào có thế lực, thấy chưa? Thì nó lấy thế lực này, lấy sức lực của mình nó đi cướp đất, thấy chưa? Một ô đất, hai ô đất. Thằng hình tròn hết. Sao anh biết số của em rồi? Đâu đây đang khoanh mà. Tóm lại như này nhá. Nét dự là nhiệt đúng không? Nhiệt thì phải có lửa, được chưa? Còn đây là thế lực, đây là sinh khí. Mà đã là thế lực, đấy là sinh khí thì bên dưới nó phải có cái gì đây? Lực, phải có chikara, ok? Được nhỉ? Nét dự và thế lực. Thế nên là nhớ cái từ này nhá, đây chữ này đọc là ikioi. Nếu mà chữ thế lực của nó thì chúng ta thêm một chữ lực nữa vào xong, vào xong. Đấy nhỉ? Đó là và seiroku, đọc hai chữ này. Đúng rồi. Em biết ạ. Phải. Em biết đấy, chữ xe đeo cửa thế lực đúng không? Thì anh biết là đẹp cho các bạn nhé. Ok. Xe. Wow, anh thử. Ôi, công nhận thầy Dũng biết chữ Hán đẹp, hôm nay mình nhận ra. Đấy chưa? Xe đeo cửa. Ờ, xe đeo cửa, thầy anh biết từ Nessin ấy. Nessin, biết là chữ Nessin á. Xe đeo cửa. Ok, thôi chỉ cần một chữ này được. Biết chữ Nessin được. Đấy, Nessin còn biết thêm chữ tâm bên cạnh là được gì? Rồi. Đấy, Nessin, ok. Được chưa nhỉ? Như vậy là chúng ta đã qua được 4 phần trên 6 phần ngày hôm nay. Phần này rất là dễ đúng không? Anh Dũng giải thích câu thế lực rất hay kìa. Úi giời, kinh đấy. Rồi. Rồi, mọi người nhớ được chưa nhỉ? Ikioi nhá. Hay, tiếp theo chúng ta sẽ học về... Anh đặt chữ này nhá. Năng lực đi ạ. Anh đặt chữ này nhá. Chỉ còn năng lực chứ. Đầu tiên, anh biết ra cho đố mọi người đã. Đố mọi người, mọi người biết rồi. Đây là chữ mưa trong chữ chơi cửa. Đúng không? Đây là nô. Nô đeo cử. Okay. Năng lực. Anh đừng biết ra vỗ này. Không biết ra vỗ đấy. Chỉ biết cả ba chữ thôi, đố các bạn nữa. Nô đeo cử. Mà thôi, tùy anh thích dạy nào dạy. Được không? Không ra. Xin lỗi thầy Dũng. Đây rồi. Bắn tim và like nhá. Thêm. Thêm đấy à, đây còn lửa. Bốn ngọn lửa đây. Còn chữ gì nữa? Cuối cùng là chữ gì nhỉ? Thay đổi. Xong tí em để thích cho anh nhé. Tại vì mọi người bảo là thầy Dũng viết đẹp nên mình sẽ để thầy Dũng viết. Rồi. Okay. Được chưa? Có bạn bảo là trí tưởng tượng của thầy cô phong phú quá. Thực ra cái này không phải là tưởng tượng đâu mọi người. Cái này là phải nghiên cứu theo các sách học chữ Hán của bên Nhật đấy. Rồi, thực ra 2 tuần vừa rồi bọn mình rất là khổ công để nghiên cứu về chữ Hán. Rồi, đầu tiên nhá, chúng ta có chữ đầu tiên là chữ năng trong từ năng lực. Được chưa? Và đây là cái bộ cơ bản mà mình muốn phân biệt trong cả 3 chữ này. Đây, 1 chữ, 2 chữ và 3 chữ đúng không? Chữ đầu tiên đã. Ừ, anh giải chữ đầu tiên đi. Đầu tiên nhá, làm thế nào nhớ đúng không? Ok.
các bạn còn nhớ chiếc này không? Này, đấy, chiếc này này, bên dưới này đúng không? Chiếc này xô đất sự nào lớn lên. Ừ. Thấy chưa? Rồi. Lớn lên. Ừ. Người có năng lực, các bạn nhớ này, cô, ví dụ cô Thanh chẳng hạn, người có năng lực khi mà lớn lên thì luôn cười hi hi. Có năng lực dạy này đúng không? Có năng lực dạy chữ Hán này, có năng lực dạy ngữ pháp này đúng không? Khi mà dạy càng ngày càng gì nhỉ? Trở thành hơn, giỏi hơn đúng không? Thì cô luôn cười hi hi. Cái này cười 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 thế. Nhưng mà em toàn cười ha ha, nó không cười hi hi. Hay. Rồi. Là khả năng được đấy, trong cái khả năng này nô đứa cự. Đúng rồi, khả nô, đúng rồi. Nói về năng lực đúng không nhỉ? Nói về năng lực. Em chữ khả đây, khả nô có bạn biết gì? À đây. Nó nhập nhập rồi. Xóa đi. Em biết chữ khả nô không ạ? Đây. Wow, khả nô. Đúng rồi, gì nữa? Khả nô còn gì? Ok, khả nô rồi nhé. Bỏ cái nét chữ này rồi. Đây chữ trong từ Joshi rồi. Ok. Ok, đấy là từ Kano trong. Tóm lại cái này nói về năng lực, nói về khả năng nhá. Còn nô đeo cửa gì là một đấy người lớn trưởng thành thì luôn luôn cười hi hi. Ok, và chúng ta sẽ sang từ số 2. Đố bạn nào biết từ này là từ gì đấy? Ở đây có ai ở Kumamoto bên Nhật Bản không nhỉ? Kumamoto. Đúng rồi, Kumamoto. Ừ. Ai ở Kumamoto giơ tay nào? Rồi. Nếu mà ở Kumamoto các bạn sẽ biết đây là Kuma. Kuma là con gì đấy? Gấu. Con gấu. Bên trên này chúng ta vừa mới nói năng lực đúng không? Con gấu thì có khả năng, đây đống lửa chẳng hạn. Con gấu thì có khả năng đứng ở trên đống lửa. Yeah, thế là mình có từ năng lực. Đúng đấy. Rồi. Bạn nào không nhớ từ Kuma này nhớ đến Kuruma nhớ chưa? Xe ô tô của con dậu, của con gấu. Kuma no Kuruma. Nhớ, ok. Kuma no Kuruma. Ok, nhớ Kuma nhá. Con gấu thì có khả năng đứng ở trên đống lửa. Và cuối cùng từ này trong từ gì nhỉ? Đây là bộ tâm mọi người ạ. Đây là bộ tâm đúng không? Tâm là nói về tâm tính, nói về những cái bên trong bản chất của con người. Thì chúng ta có từ này trong từ gì đây? Thái. Thái độ, thái độ, ok. Thái độ. Thế nhỉ? Thái độ là thái độ đúng không? Thế bây giờ nói về chữ này đúng không? Người mà có năng lực. Bên trên chữ này chữ năng đúng không? Người mà có năng lực sẽ luôn gì nhỉ? Kokoro mo iishi, taido mo ii desu. Thế nhỉ? Noruku ga aru hito wa kokoro mo iishi, taido mo ii desu. Người mà có năng lực thì trái tim sẽ tốt và thái độ cũng rất là tuyệt vời. Đấy. Nhớ được chưa nhỉ? Tức là chỉ những người vừa có tài vừa có tốc á. Nô liêu cực hay là cano đấy nè. Thôi mọi người trên này chữ tốc. Rồi, Kuma này. Mọi người bảo em biết sao chữ gì đây? Không, chắc là tiếp vào chữ cano này thêm vào đây thôi. Không gì? Đâu? Thì không có gì. Tiếp theo. Đây là gì đây? Thay động. Ok. Rồi, nhớ chưa? Đây là nô liêu cực hay là cano. Cano C cũng được đúng không? Cano C. Ok. Và tiếp theo là gì nhỉ? Kuma cuối cùng là thay độ. Ok chưa nhỉ? Đấy. Nhớ thái độ là chữ độ này không có chữ âm nhỉ? Thái độ. Độ không rồi. Thái độ. Được chưa nào? Thấy. Được chưa? Rồi chúng ta sang chữ cuối cùng. Chữ cuối cùng ngày hôm nay nhá. Em biết sai chữ này. Hi hi cơ mà. Đâu? Chữ này là không phải hi hi. À. Ui. Đấy, biết thành chữ hi hi cho các bạn. Đây. À. Đấy. Xấu hổ quá. Xin lỗi mọi người nhé. Không sao. Rồi không sao. Tiếp theo. Vì cô giáo đáng yêu nên mọi người sẽ tha thứ cho cô giáo. Rồi và cuối cùng mình sẽ dạy cho mọi người một chữ cực kỳ là hay. Thứ nhất đây là chữ gì? Chữ này sơ cấp rồi ai cũng biết. Ừ. Đê đự đúng không? Đây là chữ đê đự đúng chữ không? Chữ xuất. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ học từ này tiếp nhá. Có chữ xuất bên trong à? Chữ xuất bên trong mái nhà. Cái này thực ra cái nghĩa của nó không nhà phải là mái nhà đâu, nhưng mà chúng ta hiểu là cái căn nhà rất là to. Được chưa? Tiếp theo là chữ này. Đây là bộ gì ấy nhỉ? Bộ bộ thủ đúng không nhỉ? Tay đúng nhỉ? Tay là tay này. Rồi. Và cuối cùng chúng ta dùng bộ thổ. Nào không nhìn thấy nào, không hiểu. Thế nhưng mà người tự nhiên bị mờ ấy. Mờ thì vẫn nhìn được mà. Ra xem nào. Hay là do bị mạng hay sao? Rồi trong lúc chờ thầy Dũng kiểm tra mạng, các bạn hãy cùng gì nhỉ? Khám phá về chữ Hán này xem sao nhá. Hán vẫn ok. Không vấn đề gì cả.
Em cứ nói đi. Rồi. Bây giờ thứ nhất là đây được ai cũng biết rồi đúng không? Chữ xuất là đi ra ngoài. Thế thì chữ số 2 này mình sẽ gửi cho các bạn đây, chữ này nằm trong N2, chương trình N2 nhá. Tuy nhiên thì trong N3 chúng ta đã từng gặp rồi và tí nữa mình sẽ nói từ nó từ nào. Từ này khi mà đứng đọc mình sẽ đọc là kagame được. Các bạn nhớ nhá. À rồi cô giáo cứ giải thích đi xong mình dạy các bạn nghe nhớ. Kagame được. Kagame được có nghĩa là khom mình cúi mình. Khom mình. Khom mình cúi mình thì bây giờ làm thế nào để nhớ được chữ Hán này bây giờ? Chúng ta có bên trên này gì nhỉ? Mái nhà, một căn nhà rất là to đúng không? Và bên chữ đây được. Nhà ngày xưa thì cửa luôn thấp. Ờ. Nhà chúng ta tưởng tượng những cái nhà ngày xưa đúng không? Khi mà đi ra nhà ngày xưa thì khi mà đi ra cổng ấy thì nó sẽ có luôn có cái gì nhỉ? Cái gọi là cái tấm chắn ở bên trên á. Nó chắn mình nên là đi qua chúng ta phải khom mình xuống để đi ra ngoài. Đây là trong này chữ đây được đúng không? Chúng ta hiểu là trước khi đi ra khỏi nhà thì phải khom mình xuống để đi ra ngoài và chúng ta có từ ý nghĩa của nó là kagame ru. Mà nào không nhớ được âm kunyumi tức là đứng một mình ở đó thì nhớ như thế này nhá. Kagame ru có nghĩa là kagami, khom mình trước gương, nhớ chưa? Rồi, kagame ru khom mình cúi mình xuống chứ nhỉ? Kagami là gương đúng không? Ừ. Ok. Kagami no mae de kagame ru. Rồi, được chưa? Rồi. Hay. Nhớ luôn. Và không trong quyền. Ừ. Và trong từ này có một cái từ cách đọc nữa khi mà học N3 chúng ta đã gặp rất là nhiều rồi. Đó là từ thai cực dự. Có ai biết từ thai cực dự không? Thai cực dự là gì? Thai cực dự là chán. Ừ, là chán bằng cái từ từ marana đúng không? Thì đấy, nó chính là cái từ này mọi người ạ. Đây. Từ này sẽ đọc là thai cực dự. Thai cực dự có nghĩa là chán. Thế mà tại sao chữ chán, trong chữ chán này nó lại có một cái từ là từ gì đấy nhỉ? Từ khom mình xuống mọi người. Bây giờ chúng ta tưởng tượng như trong giờ học đúng không? Một bên chữ này chữ thoái, chữ là chữ đi ra ngoài. Còn đây là chữ gập người xuống đúng không? Thế bây giờ trong một giờ học mà chán quá thì chúng ta có muốn nghe giảng không? Không hề muốn nghe giảng mà chúng ta sẽ gật gà gật gù khom mình xuống. Xong rồi muốn đi ra ngoài. Thế là chúng ta có từ thai cực dự là dư kiểu. Quá là hay. Đấy, được chưa? Ok, đến đây là hay các bạn. Hay thì like một cái. Hay. Rồi, nếu mà hay thì nhớ ấn like hoặc là thôi tin cũng được. Hay. Sao có 1.524 lượt xem, ít nhỉ? Đâu nhìn mạng trên này bị đơ đơ ấy. À không sao đâu, cái clip này sau này mình sẽ lưu lại. Mình sẽ lưu lại và mình sẽ đăng cả lên YouTube đó. Được rồi. Hay. Tiếp theo chúng ta sang từ này. Từ này là từ gì nhỉ mọi người nhỉ? Bộ thủ này. Hô gì đấy? Hô được. Hô được là đào. Hô được là đào đúng không? Thì bây giờ kết hợp thôi, đây là tay còn đây là khom mình nữa. Khi mà đào chúng ta không thể đứng thẳng để mà đào đúng không? Không phải thế này mà là phải khom mình xuống để dùng tay gì nhỉ? Đào, 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 hô được nhá. Đó là đào. Được chưa? Đúng rồi. Và đào xong chán xong chê rồi chúng ta thay bộ thủ vào đây. Không, quật, quật xuống đi. Quật khỏi nhá. Đúng rồi. Đào xong chán xong chê chúng ta thay bộ thủ bằng cái gì nhỉ? Bộ thổ đây sẽ là gì đây? Cái đất đúng không? Đào chúng ta đất lên rồi. Danh từ là hô đi. Hô đi có nghĩa là cái hào. Đó, cái hào thì là bộ thổ ở đây. Ngày xưa đào hào ngày xưa đúng không? Rồi. Đấy, mấy cái chữ này liên quan đến nhau hết mà. Hay. Ok, vậy là chúng ta đã qua được 4 từ cuối cùng. Đê được này. Chữ kagame được là cúi khom mình hay là thai cất dự này. Tiếp theo là hô được là đào. Đào thì có bộ thủ tay ở đây đúng không? Và cuối cùng là gì nhỉ? Hô đi là cái hào. Hào hào đất thì phải có bộ thổ. Đó, nhá. Hết bài. 18 chữ Hán. Quá là hay luôn. Đấy, học 18 chữ Hán trong vòng 1 tiếng như vậy. Không biết là các bạn cảm xúc thấy thế nào? Nếu mà thấy hay thì nhất định là ấn like, tim xong rồi chia sẻ. Và nếu mà yêu quý tớ và thầy Dũng thì hãy gì nhờ? Đánh giá 5 sao. 5 sao á? Okay. 5 sao mình nhiều phết là gì? Ừ, rồi này, 700, 800 gì? Được rất là nhiều các bạn yêu quý nên là đánh giá quá nhiều 5 sao. Gì nhỉ? Và những cái phần mà kiểu dạng bài tập chữ Hán giống nhau như này thì mình có thể giới thiệu các bạn một cái đường link. Đó là trang web dũngmody.com. Các bạn vào phần N3 và thấy những cái phần bài tập bọn mình để miễn phí. Các bạn có thể làm những bài tập mà về chữ Hán giống nhau như này nhá. Nhớ bấm dũngmody.com, một cái trang web của bọn mình. Chưa công khai. Thì nữa hỏi tăng công khai bây cho. Bây giờ công khai luôn đó. Ừ, công khai luôn. Dũngmody. Ôi. Em lấy trang web cho mọi người đi. Các bạn thấy 6 sao. 6 sao á? Anh ơi. Em phải thoát ra ngoài. Rồi bây giờ hết rồi các bạn. Hay là mình tâm sự một tí nhỉ? Hình như đang đói. Dạo này bên Nhật là đang mùa hè nghỉ hè đúng không?
yêu thầy cô phết. Yeah. Em đọc tin comment các bạn. Đây, mình sẽ đọc tin nhá. À, Chi Chảnh, thà thầy cô làm hẳn một hệ thống bài giảng N2 đi. Các bạn nhớ trước khi đi ngủ tắt máy nhớ bấm like nhé. Cho hỏi là tầm đầu tháng 9 có khóa học N3 online của không CNC. Trời ơi, khóa học N3 online của mình, bọn mình luôn luôn có mà. Mọi người có thể liên hệ với Dũng Moli sẽ được các bạn nhân viên tư vấn nhé. Ừ. À đây chính là phần bài tập mà mình nói nhé. Là phần bài tập mà nó có gì nhỉ? Các từ Hán, chữ Hán giống nhau, phân biệt làm sao để phân biệt được chứ nhỉ? Đó. Đây, các chữ Hán giống nhau. Trong gì nhỉ? Đây này, nếu mà các bạn là trang chủ này đúng không? Chặn đây. Các bạn đang ở trang chủ, các bạn bấm vào N3 này. Hoặc ở bên dưới này có, nếu mà trên máy tính ấy, à trên điện thoại ấy, thì các bạn có khóa học N3 này, các bạn bấm vào đây được. Bấm vào đây xong thì ở bên này, em một loạt em đứng chỉnh. Đây, chỗ này học chữ Hán đấy đúng không? Đúng rồi, nó mới tạo chữ Hán, đấy là miễn phí thôi nhá. Đây, học thử đây, miễn phí đây. Thì phần này mình vào xem này. Đó, những phần này bọn mình để miễn phí nhá. Còn tất nhiên trong này có cả một chương trình học online của N3. Nhưng cái này thì chỉ có những cái bạn mà hơi mất phí một chút. Thực ra phí nó không phải đắt lắm đâu nhỉ. Tiếp, đây này ví dụ như chữ độ này, nhiều chữ độ này. Đấy, rất giống nhau đúng không? À, chữ độ này, vé chữ độ này chẳng hạn đúng không? Ừ. Và có rất là nhiều ví dụ, ý nghĩa đây. Được chưa nào? Ok. Nó mà dạy chúng mình lại dạy tiếp những từ này cho các bạn nhé. Okay. Bất kỳ bạn nào mà có muốn học bất kỳ một cái gì thì mọi người cứ inbox trực tiếp cho Dũng Modi, các bạn bên mình sẽ trả lời cho các bạn ngay nhé. Hay và hôm nay như đây thôi nhỉ? Mở lại trang chủ đi cho nó hoành tráng nào. À, sắp thay trang chủ rồi. Sắp tới bọn mình đang làm lại cái gì nhá, cái trang web này rất là tuyệt, rất là đẹp luôn. Mọi người nhớ ghé thăm nhá. Ok, hôm nay đến đây thôi nhá. Được rồi. Hay và hẹn gặp lại mọi người. Hẹn gặp lại các bạn nhá. Chúc bạn ngủ ngon. Chúc mọi người ngủ ngon nhá. Và bye có bye. Những giấc mơ đẹp. Hay bye bye. Yoi, yoi gì nhỉ? Yoi. Yoi yu meo. Ồ, trong này học sinh của mình này, đây bạn Phương Nguyễn này, nhờ dungmoli.com mà ngày nào cũng cố gắng bất thời gian học đây ạ. Học sinh yêu quý của mình đúng không? Nếu mà có gì nhất định là ra Hà Nội hoặc là thế nào đấy gặp thầy cô với nhá. Hay. Các bạn nên nhớ là gì ạ? Những cái bài học trong này của mình đều hầu hết là những clip, thấy chưa? Ngoài những cái clip ra thì còn có rất là nhiều bài tập, bài test. Thấy chưa nào? Bài test. Tức là nó được xây dựng theo hệ thống của một chương trình N5, N4, N3 đúng không? Theo một chương trình học luôn. Không phải lo gì nếu như vào đi học cả. Ok, thôi không quảng cáo nữa. Sắp tới có N2 nữa rồi, ok. Đây. À, với cả ở đây có sẽ là có nhiều bạn rất là mong chờ quán N2 đúng không? Thì hôm trước bọn mình có hẹn nhau là 20 tháng 8. Tuy nhiên thì đợt vừa rồi mình có vài vấn đề về sức khỏe nên là không thể nào mà hoàn thành cho kịp tiến độ được. Thế nên là hẹn gặp lại các bạn ở tầm cuối tháng 8 nhé. Cuối tháng 8 N2 nhiều kinh khủng. Ừ, và hay kinh khủng luôn. Đấy. Các chữ Hán N2 cũng dạy kiểu dạng như thế này. Như bài học của chúng ta ngày hôm nay. Mà những cái bài học trong các lớp học offline của Dũng Modi cũng thế, các thầy cô giáo dạy chữ Hán. Giảng dạy chữ Hán cũng rất là hay, như hay vậy. Và thú vị. Hay, ok. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp hôm nay chúng ta sẽ chia tay nhau ở đây nhá. Bye bye mọi người. Bye bye. Ok. Các bạn nhớ share clip này nhé nhá. Cho những bạn chưa được học bài này. Bye bye nhá. Bye bye. Không mua sao? Mệt quá. Cười đi.